Giờ trái đất năm nay với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero đã được hưởng ứng ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại Hà Nội, sự kiện tắt đèn do EVN Hà Nội và Sở Công Thương đồng tổ chức là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của người dân. Ngay sau lời kêu gọi tắt đèn, nhiều tòa nhà tuyến phố đã giảm bớt lượng đèn chiếu sáng. Khu vực sự kiện là phố đi bộ Hồ Gươm có rất đông người dân hưởng ứng tham gia. Sau 16 năm, giờ trái đất đã trở thành sự kiện không thể thiếu của thủ đô. Chúng tôi muốn truyền tải đến cho người dân thủ đô thực hiện tắt đèn, tiết kiệm điện thành thói quen. Trong một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh, tương đương với số tiền khoảng là 858 triệu đồng. Chúng ta không chỉ tiết kiệm điện trong một giờ mà chúng ta tiết kiệm 24 giờ trong một ngày và chúng ta tiết kiệm 365 giờ trong một năm để chúng ta làm sao đó cái nền kinh tế của chúng ta được sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, hướng đến một cái nền kinh tế sử dụng ít carbon hơn. Không chỉ dừng lại ở tiết kiệm điện, sau 16 năm ở Việt Nam, giờ trái đất đã dần lan tỏa được lối sống xanh vào cuộc sống. Tiêu dùng xanh, tái chế đồ dùng là cách mà giới trẻ đón nhận giờ trái đất theo cách bật ý tưởng của riêng mình. Bạn sẽ bỏ những cái chiếc quần được ủng hộ, quyên góp và nhận lại những chiếc quần trái đất càng ngày càng xanh hơn. Em rất là thích điều đó. Chúng ta cũng vừa tắt đèn vừa tiết kiệm điện, nhưng chúng ta cũng tiết kiệm những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên sử dụng một cách hiệu quả. Hoặc là những cái hành động lớn hơn là chúng ta có thể xây dựng những cái kịch bản giảm phát thải cho công ty hay là doanh nghiệp, hoặc là cho một địa phương nào đấy. Biểu tượng đồng hồ lật số 60 của giờ trái đất 2 năm gần đây có ý nghĩa nhắc nhở về tính cấp thiết, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi chúng ta với mái nhà chung trước áp lực của biến đổi khí hậu mỗi năm.